Nhưng mà ngày nay chùa chiền tự viện càng ngày càng mọc lên như nấm, hình thức càng ngày càng đầy dẫy. Nhưng mà thực chất nó không có một cái gì cả. Rồi bắt đầu phô trương. Cái thậm chí cái chúng tôi thấy đau lòng nhất là cái chùa mà Hoa Mạng Đà La, khi mà chúng ta rước Phật ngọc. Có phải mình không tin nó có những cái nhiệm màu, nhưng mà những cái đó là những cái xảo thuật giả, mà hết nơi này quảng cáo rùm beng, đến nơi khác quảng cáo rùm beng, che mắt những người mù thì đều chỉ che mắt giới trí thức, làm sao che mắt được quý vị. Rốt cuộc lúc mình làm nó không còn là cái hệ thống gì cả, thì người ta coi thường mình quá. Trong khi cái đạo Phật của mình nó xin lỗi khoa học, tại vì chúng tôi có những cái khóa tu cho giới trí thức, cho giới khoa học, mà trong những khóa tu đó thì có khi chúng tôi không mang cái áo này, chúng tôi mang cái áo trắng ha. Và không phải là chúng tôi tổ chức trong chùa, mà chúng tôi tổ chức ngay trong các hội trường như vậy, thậm chí như tổ chức nguyên một tuần lễ trong nhà thờ. Và hoàn toàn chúng tôi không sử dụng những cái ngôn từ Phật giáo nhiều. Nhưng mà từng bước một, từng những cái sự việc một trong cuộc sống, mình cứ phân tích ra, mình chỉ cho người ta thấy. Và cuối cái khóa tu chúng tôi thường nói chơi, nhưng mà nói thiệt. Tại vì chẳng hạn như mình nói tất cả những gì mình học mấy hôm nay, mình thấy khoa học ha, thấy rõ ràng, thấy quán, mình phải cầu nguyện cho vô lượng chúng sanh, phải hy sinh khi mình uống một ly nước. Ai tin đâu? Cho tới mãi cuối thế kỷ 20 mình mới phát minh được cái kính hiển vi để mà thấy vi trùng. Mà hiển vi vi trùng là phóng đại nó có 40 lần là mình đã thấy nó rồi, tới 100 lần là tối đa. Nhưng mà sau đó gần cuối thế kỷ 20 mình mới phát minh được kính hiển vi điện tử để thấy con siêu vi trùng, tức là phải phóng đại 200.000 lần. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy, về cái nhỏ nhất mà Đức Phật đã thấy, nhưng đã thấy được rồi, có ai tin không? Mãi 20 thế kỷ sau, 25 thế kỷ sau, người ta mới có thể chứng minh được một tí. Còn nói đến cái lớn nhất, cái tận cùng của vũ trụ, trong kinh Đức Phật nó là hằng hà sa số thế giới. Tới thế kỷ 18 mà Galileo đã lập trái đất hình tròn, mà còn bị treo đầu, còn bị xử tử mà, thấy không? Cho đến bây giờ mình mới thấy được, nhờ cái viễn vọng kính mình mới thấy được hàng tỷ thái dương hệ. Nhưng mà đã hết đâu, khoa học càng phát triển bao nhiêu thì càng minh chứng được cái tuệ giác bấy nhiêu. Thành ra những cái gì của khoa học mà phát hiện được để mà minh chứng được chỉ là một hạt cát trong sa mạc sau cái điểm giác của vũ trụ và cái điểm giác của Đức Phật thôi. Thành để thấy rằng đừng nói đạo Phật khoa học, mà phải nói là đạo Phật đã mở đường cho khoa học, hay là nhờ khoa học phát triển mới minh chứng được, thiền hóa được cái lời dạy của Đức Phật. Mà trong khi mình bây giờ mình đi học Phật, mình có cái gốc như vậy, mà mình đi làm những cái chuyện tào lao, mình đang mình phủ nhận cái tuệ giác của mình đi, mình đi làm những cái chuyện đó thì quá đau, phải không? Đó, thành ra thật ra thì nếu như mình làm đúng thì tuyệt vời, nếu như mình đi được tới cái chân lý tuyệt đối thì không thể nghĩ bàn. Nhưng mà trong cái thế giới tương đối hiện nay mình bị kẹt quá nhiều. Đó là lý do tại sao từ đầu đến cuối, bất cứ ở một cái điểm nào, chúng ta cũng nhắc quý vị, khi chúng ta bị kẹt là chúng ta đã bị bệnh lý, bị vướng mắc, không giải thoát được rồi. Tại vì mình không thấy được hai mặt của tất cả các pháp, mình không thấy được hai mặt của tất cả các lực. Còn khi mình hiểu được nó như vậy, tự nhiên mình bung ra là nó đã có sự cân bằng, nó đã cho mình thoải mái rồi, mình không bị trì trệ, mình không bị vướng mắc rồi. Đó, thành ra hy vọng là đã hiểu hơn được một tí xíu. Chứ còn thực ra khi mình nói tới cái tối thượng thì Phật pháp là bất khả tư nghị. Danh từ khoa học kỹ thuật phương tiện hiện đại chả là cái gì cả. Rồi mà cái này là cuối cùng của bữa nay thôi thầy. Phật giáo chủ trương trung đạo, giống như thời xưa lúc Đức Phật tu thì ngài
Đầu tiên đó là ép sát, tức là lối tu khổ hạnh. Kế tiếp nữa, sau khi Ngài thấy, nhận ra được rằng lối tu khổ hạnh không đúng, bởi vì nếu cái sức khỏe không có thì không có cách nào mà Ngài có thể thành đạo được. À, sau đó Ngài chuyển sang lợi dưỡng. Đó là cái con đường chủ trương trung đạo của Phật giáo. À, câu này con muốn hỏi là trong Phật Pháp hay nói là ngã và vô ngã. Bởi vì do cái ngã đó mà con người bị biết bao nhiêu đau khổ, từ tham sân si, hỉ nộ ái ố. Như vậy thì nếu nói là cái trung đạo của Phật giáo thì giữa ngã và vô ngã nó là cái gì thầy? Dạ thiên xin cảm ơn thầy. Cái này nó là cả một cái đề tài rất là lớn. Cái này thật ra thì mình sẽ không thể giải thích được trong vài ba ngày, chứ đừng nói là vài ba giờ. Cũng như chúng tôi thưa với quý vị á, tức là mỗi một cái sự thể hiện của Đức Phật nó đều có một cái giá trị, nó đều có một cái bài học vô lượng. Đừng nghĩ rằng cái việc ép sát khổ hạnh của Đức Phật không có giá trị. Cái này chúng ta sẽ có một cái dịp nào đó chúng ta sẽ đi về lịch sử Đức Phật Thích Ca, và chúng ta sẽ điểm qua mỗi một cái sự thể hiện của Ngài. Ngày hôm qua chúng ta nói tại sao Ngài xuất gia lúc 29 tuổi, phải không? Ngài không xuất gia lúc đồng trinh. Cũng vậy. Thì trở lại, cái đó nó là một cái vấn đề rất là lớn. Khi chúng ta nói tới cái trung đạo, cái trung đạo thực chất của nó không phải là điểm giữa. Thực chất của nó không phải là điểm giữa, mà cái trung đạo giống như hôm qua chúng tôi có đưa cho quý vị, hình như chúng ta chưa có thấy được, nhưng mà hình như tất cả mọi người đều nhớ tới cái biểu đồ biểu hiện của âm dương, tức là một cái vòng tròn và nó có một cái đường phân ở giữa, nó không phải là một đường ngay thẳng. Thì như vậy khi chúng ta nói đến trung đạo là cái sự tỉnh thức để cho nó phù hợp với cái quy luật vận hành của vũ trụ, để cho nó được hòa hợp. Và khi thực chất mà nói, chúng ta nói tới cái vô ngã để đối đãi lại với cái ngã chấp về tất cả các pháp. Tại vì mình chấp nó là có thật, mình chính vì mình chấp nó là có thật, chính vì mình chấp nó là có thật, mình bị kẹt vào nó. Và vì mình bị kẹt vào đó, thành ra mình mới bị vướng mắc, mình mới bị trầm luân, mình mới bị thu hút. Thành ra Đức Phật mới đưa đến cái gọi là vô ngã để đối đãi lại với cái tiểu ngã hay là cái ngã chấp sai lầm đó. Nhưng mà thực sự mà nói, khi mà quý vị đi vào tới cái Niết Bàn thì quý vị thấy như hồi nãy chúng tôi nói là danh từ của Đạo Phật dùng hoàn toàn là phủ định, phải không? Không có dùng xác định. Thì như vậy cái giai đoạn đầu định nghĩa của Niết Bàn là sự tịch lạc, sự vắng lặng, sự không sanh, không già, không chết, không bệnh, không tật, không phiền não, tức là không hết. Nhưng mà đến cuối cùng của Niết Bàn thì quý vị thấy Đức Phật lại định nghĩa là gì? Thường là ngã tịnh. Phải không? Quý vị có nghe cái này chưa? Thì như vậy nó có mâu thuẫn không? Xin thưa nó không mâu thuẫn. Để đối đãi lại với cái ngã chấp sai lầm nhỏ bé thì mình phải dùng cái vô ngã. Nhưng mà khi mình đã vượt thoát ra cái đó rồi, hay là khi mà mình đã thể nhập lại được, thì như vậy mình hòa quyện với cái chu kỳ sinh học, mình hòa quyện lại với những cái quy luật của vũ trụ, thì ngay lúc đó mình thể nhập trở về với cái đại ngã
Và cái đại ngã đó nói một cái danh từ khác là nó là cái nguồn trên, tức là đời quanh này. Thấy không? Thành ra khi Đức Phật ra đời mà người ta bên Đại Thừa cũng có một cái ý chỉ là Đức Phật một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất, dương và âm. Nhưng mà nó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái ngã đây là cái gì? Trở về cái đại ngã thể nhập đó. Tuy là nó có sự khác biệt, có trời, có đất, có dương, có âm, nhưng nếu chúng ta hòa quyện, chúng ta không phân biệt, không cố chấp, không vướng mắc, thì chúng ta sẽ thể nhập lại cái nguồn chân, tức là cái đại ngã. Đó, thì đó là lý do tại sao mà cái định nghĩa cuối cùng cao tột của Niết Bàn đó là thường là ngã tịnh. Thì cái ngã đó nó là cái đại ngã, tức là đời quanh này, cái thể trên như. Cũng giống như khi mà mình mới học về nhân quả ABC á, thì mình nói là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, phải không? Mình nghĩ nó đơn giản lắm, nhưng mà thực tế nếu không phải là một vị Phật toàn giác, chưa thể nào thấu triệt được hết cái lý và cái sự của nhân quả. Nếu mà nói như vậy, quý vị thấy tại sao cái ngài Angulimala giết cả ngàn người, phải không? Nhưng mà ngộ đạo cũng nói, nhưng mà chứng thánh ngay trong cấp kỳ, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tại sao Liên Hoa Sắc, cái người đã hủy hoại bao nhiêu cuộc đời, phá tan bao nhiêu gia đình, phải không? Nhưng mà cũng vậy, ngộ đạo, chứng đạo, thần thông đệ nhất, thuyết pháp đệ nhất trong một thời gian rất ngắn. Mà mình nói trong lịch sử nước nhà mình cũng vậy, vua Trần Nhân Tông cầm quân đi giết cả hàng vô lượng quân Mông Cổ, nhưng mà tại sao tu hành đắc đạo, chứng đạo ngay lập tức, thấy không? Thì như vậy, khi mà mình đi tới cái căn bản thì mình thấy nó đơn giản lắm, nhưng mà khi mình lên tới tột cùng thì mình thấy là nó không đơn giản. Đó, thành ra trở lại là cái ngã nhỏ bé của mình là cái cố chấp, cái vướng mắc, cái sai lầm, thì mình dùng cái vô ngã để mình đối đãi mình triệt tiêu nó. Nhưng mà khi mình đi vào cái trung đạo, tức là mình trở về để mình hòa nhập lại, mình đi theo, mình tuân thủ theo hết tất cả những quy luật của vũ trụ, không còn sự chống trái, không còn cái sự phân biệt, thì ngay lập tức lúc đó mình sẽ thể nhập về được cái đại ngã. Thì lúc đó là cái tình trạng chúng ta trở về cái nguồn chân của mình. Còn nếu mình có điều kiện nhiều hơn nữa thì mình sẽ có nhiều cái dẫn chứng, rồi mình phải đi vào cái kinh điển, thì cái này nó cả một cái chương trình tu học vài ba tháng quý vị. Cái này đi vào cái thanh tịnh đạo luận đó, hay là đi vào mấy cái luận đó, thì mấy luận sư sẽ tranh cãi, sẽ bàn luận rất là nhiều, nhưng mà cái đó mình chưa cần đi tới đâu, thực tế áp dụng những cái thông thường của mình. Rồi, tạm thỏa mãn chưa? Rồi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Cũng giống như cái đề tài thầy nói là nghệ thuật để mình sinh sống á, thì thứ tiên á, là ăn uống, thầy đã giảng rồi. Thứ nhì nữa là tập thể dục, thầy cũng đã dạy rồi. Nhưng mà cái thứ ba là hơi thở, thầy đã từng nói với Hồng Hải là tại Hồng Hải hơi thở chưa đúng, cho nên nhiều khi chữa bệnh cũng không có giỏi, hay là chữa bệnh không có tốt, cho nên bây giờ Ngọc Hải chỉ xin thầy giảng cho các bạn đây với Ngọc Hải hiểu qua về hơi thở, về hít thở. Thầy thì nói hít vô mà không thở ra là coi như đi luôn á thầy. Cái này cả một đời học cũng chưa xong, là tại vì nên nhớ mình có thể nhịn ăn vài ba ngày cho tới vài ba tuần, những người mà có thực tập đàng hoàng có nhịn vài ba tháng, thì như vậy chúng ta có thể nhịn vài ba tuần lễ không ăn,
chuyện nhỏ. Chúng ta có thể nhìn uống nước vài ba ngày đến tuần lễ, chuyện bình thường. Nhưng mà không thể nhìn thở được 5 phút. Thấy không? Thành nó không có nhỏ đâu. Không có ngắn đâu. Thành cái này là ngày mai mình sẽ nói tới cái này. Mà dĩ nhiên, thậm chí như về cái ăn uống mình cũng chưa nói được cái gì. Mình hình như năm ngoái chỉ mới nói được những cái căn bản thôi. Mới những cái căn bản thôi cho mình cũng chưa đi vào được cái thực sự, cái ứng dụng hay là đi vào cho những cái điều kiện hay đặc biệt đó. Thành ra ngày mai mình sẽ nói tới cái thở, rồi mình sẽ thực tập nha. Nói xong phải thực tập ở trong lớp, rồi phải từ nhà thực tập nữa mình mới kiểm nghiệm được nha. Ghi sổ với thầy nha. Rồi, cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, ngày mai là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thì chúng tôi thầy sẽ giảng vô lúc chín giờ sáng. Từ ngày thứ bảy thì từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối mình có thời gian bữa trưa thì ăn cơm một tiếng, ăn cơm xong ăn cơm rồi là mình được nghỉ một tiếng, thì đến 2 giờ chiều là mình bắt đầu học tiếp của buổi chiều, rồi buổi tối ăn cơm ở đây rồi mình cũng học xong rồi là mình cũng học tiếp cho đến 9 giờ tối luôn. Còn ngày chủ nhật thì mình sẽ học từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Buổi trưa ở lại đấy để ăn cơm luôn. Đó, xin thông báo với quý vị để chúng ta chuẩn bị cho ngày mai và ngày mốt. Xin cảm ơn. Mà tại vì ở đây chúng tôi dự định đó là cho quý vị làm cái quan âm sáng ngày mai. Nhưng mà có lẽ là không biết là chúng ta có chùi rửa được cái nền nhà này sạch sẽ hay không. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái điều kiện mà ngày mai là trời nóng mà không biết ở đây có đủ máy lạnh hay không. Tại vì ngày mai nếu mà chúng ta làm cái này đó, thì thực sự là quý vị sẽ giải không độc tố, tức là quý vị sẽ tắm hơi. Quý vị sẽ tắm hơi sau 15 phút thôi. Là mình sẽ tắm hơi, tức là mình sẽ giải độc từ thân cho tới tâm, giải nghiệp luôn. Thành ra không biết là ngày mai chúng ta có làm được cái này hay không. Nếu mà được thì tốt. Thực ra thì đây chỉ mới là có một session thôi, tức là nếu có khả năng chúng ta làm 3 cái liên tục đó, thì chúng ta mới thấy được cái hiệu quả của nó thấm sâu như thế nào. Tức là nó ảnh hưởng từ cả cái thân vật lý, cái thân tâm linh của chúng ta. Khi mà quý vị làm tha thiết thì chỉ cần một cái thứ nhất là quý vị thấy chuyển hóa. Nhưng mà sau 3 lần liên tục thì chúng ta sẽ thấy mình là một cái con người mới thực sự. Nhưng mà chỉ sợ là ngày mai không biết là có ai lên sớm để mà phụ chùi lửa cái này hay không, lau cái nền nhà này cho sạch. Rồi cái thứ hai nữa là quý vị chuẩn bị tắm hơi là chuẩn bị xả, tức là nó sẽ khai ra hết nha. Nó sẽ bắt đầu nó tháo ra hết và chúng ta sẽ thấy cái người chúng ta nó nhẹ. Còn nếu chúng ta chú tâm, chúng ta tha thiết thì chúng ta sẽ thấy cái sự chuyển hóa về tâm thức của mình nha. Còn nếu mà quý vị không muốn làm cái này thì ngày mai chúng ta sẽ học pháp vào buổi chiều. Chúng ta sẽ nguyện đem công sẽ với nhau về cái nghiệp
Chúng ta cũng có nói đến các cái thân của con người là mối liên quan mật thiết giữa các cái thân đó, giữa các cái tầng năng lượng đó với nhau cũng như với vũ trụ. Thì ngày hôm nay chúng ta đi sâu vào hơn một cái chủ đề cũng nằm trong cái phạm vi đó, tức là chúng ta sẽ nói đến cái việc nuôi dưỡng cái tâm từ của chúng ta. Thì như vậy nuôi dưỡng tâm từ của chúng ta nó nằm ở cái tầng năng lượng thứ mấy và nó thuộc vào cái thân nào? Xin thưa, nó nằm vào cái thân thứ ba là cái thân tâm lý. Nó nằm ở cái thân thứ ba, tầng năng lượng thứ ba. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái thân thứ ba của chúng ta. Trong cái thân thứ ba của chúng ta thì chúng ta có cả cái phần cứng và cái phần mềm. Thì như vậy về mặt cấu trúc vật lý, hóa học thì chúng ta thấy rằng cái phần cứng của cái thân thứ ba của chúng ta là cái não bộ. Và cái hệ thần kinh, tức là trung tâm phát lệnh, trung tâm điều khiển, trung tâm hòa hợp, và sau đó cái lệnh, cái tín hiệu đó sẽ được phân bổ đi, sẽ được gửi đi khắp nơi trong các cơ quan nội tạng cũng như ngoại vi của cơ thể chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng của nó dĩ nhiên đứng trên cái con mắt hay trên cái quan điểm của chân lý tuyệt đối, thì tất cả các pháp đều bình đẳng như nhau, không hơn không kém, không có sự khác biệt. Tuy nhiên chúng ta đang sống giữa hai cái sự thật tuyệt đối và sự thật tương đối, bởi vì chúng ta còn chịu ảnh hưởng bởi những quy luật vận hành của vũ trụ, bởi vì chúng ta còn mang cái phần thân vật chất. Do vậy mà chúng ta bị tác động bởi cái sự thật tương đối nhiều hơn là tuyệt đối. Thành ra khi mà chúng ta đi đến cái sự thật tương đối thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc cái nào là quan trọng hơn và cái nào chúng ta cần phải quan tâm và điều chỉnh nó nhiều hơn. Thì dĩ nhiên như vậy, trong cái mối quan hệ đó thì chúng ta thấy rằng cái thân vật lý của chúng ta nó là cái nền tảng căn bản, là cái bộ khung, bộ sườn, là cái nơi, là cái phương tiện để duy trì, bảo hộ, biểu hiện tất cả những cái nguồn năng lượng vi tế khác. Nhưng mà bản thân nó là bị động, bởi vì nó không thể vận hành, nó không thể nuôi dưỡng, nó không thể điều khiển, nó không thể làm việc, nó không thể quyết định bởi chính nó, mà nó phải lệ thuộc vào rất nhiều, lệ thuộc của cái thân kế tiếp nó, gần hơn nó là cái thân sinh lý. Như vậy tất cả những cái năng lượng
tất cả những cái thông tin, tất cả những cái tín hiệu, tất cả những sự chuyển hóa đều phải được biểu hiện từ cái thân sinh lý này, nó mới bắt đầu nó tác động ra cái thân vật lý. Tuy nhiên trong cái thân sinh lý này của chúng ta thì nó quá rắc rối, nó quá nhiều khe và nó có quá nhiều bộ phận, có quá nhiều hệ thống. Do vậy mà để cho cái sự hòa nhịp, hòa điệu, đồng bộ thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái bộ chỉ huy trung ương để điều phối. Và đó là lý do tại sao cái thân thứ ba của chúng ta nó có tầm quan trọng hơn so với cái thân thứ hai và thân thứ nhất. Và trong cái thân thứ ba này, ngoài cái phần cứng là thể vật chất, tức là não bộ và cái hệ thần kinh trung ương cũng như hệ thần kinh ngoại biên để truyền lệnh, chuyển lệnh, chuyển tín hiệu đến, thì nó còn một cái phần mềm nữa là cái ý thức, hay là cái ý thức, hay là những cái tâm lý của chúng ta, những cái tình cảm của chúng ta. Thì tất cả những cái đó nó thuộc vào cái phần mềm, cái phần năng lượng vi tế, và nó chịu tác động của nhiều yếu tố cả trong lẫn ngoài. Nhưng cho dù với những cái tác động như vậy, tức là kể cả bên trong và kể cả bên ngoài, nó có rất nhiều tác nhân, có rất nhiều yếu tố tác động, nhưng mà phản ứng, phản xạ, đáp ứng như thế nào là còn tùy thuộc vào khả năng hiểu biết và tu tập của mỗi một con người. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nắm vững để chúng ta có thể chuyển hóa nó, có thể thay đổi nó. Lấy ví dụ như nhiệt độ bên ngoài trời vẫn là 98 độ, phải không? Thì như vậy đó là một cái yếu tố khách quan. Nhưng mà tại sao có người thì thấy ok, có người thì cảm giác lạnh, có người cảm giác nóng, có người cảm giác khó chịu? Tức là cái phản ứng của mình với cái điều kiện nhiệt độ bên ngoài là một yếu tố khách quan. Nhưng mà như vậy, khi cái cảm xúc, khi cái cảm thọ, tức là những cái yếu tố khách quan nó tác động lên cơ thể mình, tại sao lại có nhiều cái tâm hành, tại sao có nhiều cái phản ứng khác nhau như vậy? Thì bên cạnh đó, bên cạnh yếu tố khách quan là cái nhiệt độ bên ngoài như vậy, dĩ nhiên nó còn có những cái yếu tố khác nữa. Lấy ví dụ, cái người đó không biết cách chọn lựa áo quần, mang đồ dày quá, mang đồ đậm màu quá, hay là thức ăn thức uống, người đó ăn uống những thứ nóng nhiệt từ bên trong, thành ra nó lại hấp thụ cái năng lượng đó theo nguyên lý của lực hấp dẫn. Người đó không có biết vận động để cho nó khai thông khí, nó lưu chuyển, thì như vậy cái năng lượng bị bế tắc. Người đó có những cái điều kiện sống nó bị bế tắc quá, hay là bị lo lắng quá, bị stress quá, thành ra những yếu tố đó nó lại tác động lên thêm với cái yếu tố khách quan là cái nhiệt độ. Thành ra chúng ta thấy từ một cái yếu tố khách quan đơn giản là cái nhiệt độ như vậy thôi, nhưng mà nó có rất nhiều cái yếu tố khác nó tác động. Và ngay cả như những yếu tố khác phụ thuộc tác động vào như vậy, nhưng mà cũng vậy, phản ứng lại
đối trị lại là bằng tùy